dẫn em qua cầu, theo những cánh dòng trôi mang niềm đau. Viết là rất hay. Những cái vấn đề là các cụ viết nó chỉ ứng dụng được cái bài mà các cụ viết để ứng dụng thôi. Còn thực tế đánh nhiều bài thì nó khác. Cái đánh ra nhiều bài nó phải nhấn. Mình đơn giản mình không thể đánh 68 để đánh như này. Hà Nội mùa này vắng như cơn mưa. Cái rất đầu đông đó. Khăn đèn bay hiu hiu gió về. Vào tiết tấu. Thì nó sẽ ra được bài ngay. Cái quan trọng nhất là cái tiết tấu. Không phải là ở đây nữa, nói thêm một chút nữa về tiết tấu. Là nhiều người là đi học là bị như này này. Là học các tiết tấu, ui dồi, học hàng nghìn tiết tấu. Tiết tấu ballad là học mấy chục kiểu. Nhưng cái vấn đề nó không giải quyết vấn đề gì ở chỗ đấy đâu. Quan trọng là mình phải hiểu về cái căn bản tiết tấu và sau đó mình sinh ra. Ví dụ tiết tấu đây là căn bản của nó này. Sau đó mình biến đổi giữa hai tiết tấu với nhau này. Hà Nội mùa này thấp quá. Hà Nội mùa này vắng như cơn mưa. Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rơi, em bên tôi một chiều mát vương. Vườn cổ liễu xưa chậm chậm bước ta về. Thế kiểu gì? Thì khi mình trộn hai tiết tấu vào nhau và mình xen kẽ với nhau, ví dụ mình có hai tiết tấu thì khi mình sắp xếp vào thì nó sẽ thành rất là nhiều cách đánh khác nhau rồi, đúng không ạ? Chứ không phải là mình học là khoảng mười mấy cái tiết tấu thì nó dốc không để làm gì đâu, nó không thể có vấn đề gì. Quan trọng là mình hiểu về nó và mình trộn được nó vào với nhau thì nó sẽ sinh ra cái tiết tấu của mình. Ví dụ là cái này nó sẽ làm cho bài hát bình ổn hơn. Cái sắc lái nó rất bình ổn, rất nhẹ nhàng, bình ổn đó. Thì mình những đoạn nào mình cần để bình ổn mình sẽ đánh như thế. Năm chưa kịp tan, năm buông dịu dàng từ kia nắng hôm nay. Thì nó sẽ nhẹ nhàng lên. Nếu ví dụ cần nó sắc thái nó mạnh hơn một chút nữa thì mình sẽ trộn nó vào như trao vui thơ ngày.
hồ Tây, hát mạnh lên hồ Tây tinh tử đấy. Mình thay vì mình nói là hát mạnh lên thì là mình sẽ dùng cái tay của mình để cho người hát người ta cảm nhận được, người ta sẽ hát mạnh nó lên. Chứ không đáng ra là bình thường mình hát mạnh lên rồi hát nhẹ xuống, mình sẽ dùng cái tay, mình không nói mà mình sẽ dùng cái tay. Đó là nguyên tắc của nó như thế. À, cái cách mà chạy ngón theo hòa âm đấy thì nó như này, cái đấy nó thuộc về cái vấn đề của solo. Thì sau này tất nhiên sẽ hướng dẫn cái đấy. Bây giờ nó cái phần đang làm intro ấy, nói về intro thì mình đang hướng dẫn cho mọi người là cách làm intro về ending. Thì tất nhiên là làm một cái khó ngay ấy, thì mọi người học không được đâu. Cho nên là mọi người phải học từng cái một. Tại sao phải học từng cái một? Thực ra là học một cái lên đầu thì mình luyện cũng được thôi. Nhưng mà như thế thì nó không ngấm được vào người. Cái intro này, nếu mình đi theo từng bước một ấy, thì sau này nhé, đầu tiên là mình sẽ giải intro như này. Nhưng sau này mình thay vì cái giải như này thì mình sẽ solo với tay phải này. Thì nó liên quan đến cái đấy nhiều. Cho nên nếu mà không ngấm được vào người, sau này học cái trên cũng không hiểu được. Ví dụ mình một vòng như kiểu mình không hướng dẫn là ra son for me này. Hà nội một vắng những người đáng ra mình dạo như này này. Hà nội mùa này vẫn như mưa, nhưng sau này mình đánh cao cấp hơn, mình sẽ đánh như thế là. Còn cái cách đánh, nếu mà muốn học nhanh ấy, cái cách đánh vào để mà đánh cái tiểu ấy thì mình học cái tiết tấu này này. Những cái tấu của dạo, à nó thuộc của cover ấy, đánh cái này của cover. Nhưng mà tốt nhất là mình nếu mà đã theo dõi kênh ấy, thì các bạn nên học theo từng cái phần một. Ví dụ tiết tấu các bạn học đủ bộ tiết tấu và nó có những bài ứng dụng này. Sau đó là học luyện mình cảm thấy nó ứng ý lắm rồi. Bắt đầu mình nâng cấp nó lên thành là xem ở phần hòa thanh ấy. Sau đó là đến phần intro và những câu chạy ngón mình luyện từng đấy cái là mình đã thấy hay lắm rồi. Chứ còn ví dụ những bài nào mà nó thuộc ví dụ mình thích cái intro của nó thật hay mình sẽ cover hẳn intro của nó thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Cái giải bonanza nhá. Đây đôi chấm dễ này. Đếm này 1 2 3 4 1 2 3 4. Cái không có cái gì để viết lên này. Đó là đen. À, đơn kép kép đơn 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 mình đánh này đấy. Đơn kép kép đơn 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 kép kép đơn mình vỗ tay mình đánh được như thế trước nhé này. Đơn kép kép đơn 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 kép kép đơn 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 giản rồi à. Nốt nhé vẫn là đồ mi sol này đơn đó cái vào luôn này. Thống như là vẫn tập ấy.
sướng. Đó, thì mới đánh được. Vào, vào. Qua một rừng hoang, gió núi theo giang, dù bụi đường trên vai. Thái cây hoa dài, mẹ nói về rừng, gọi hoa chính nữ. Hoa chính nữ không mặn mà bằng nắng bóng phiêu xa. Hoa đâu dám khoe màu một nắng vui. Hoa đâu bán hương thơm như tam gia ly trong thuyền. Nhưng hoa chính nữ đẹp từng chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, gió đấy. Nó là như thế. Thì cứ tập. Nếu mà không làm kịp ấy thì sau cái livestream này các bạn có thể tua lại, hoặc là tôi sẽ dùng phần mềm tôi cắt những cái đoạn mà những cái câu hỏi ra thì tôi sẽ up từng clip lên một. Để yên tâm không sợ. Còn nếu mà nhanh quá ấy thì khi dừng clip này các bạn ấn vào cái ở trên YouTube nó có cái phần mà tốc độ ấy, các bạn ấn chậm tốc độ lại chúng ta sẽ xem được ngay mà nhé. Các bạn hay là view bài hát vào rồi mà. Tên này ai